Bạn có bao giờ cảm thấy nỗi đau trong lòng mình quá nặng nề, đến mức không biết chia sẻ với ai? Hay bạn từng tự hỏi rằng, những điều riêng tư nhất trong cuộc sống có thực sự nên được bộc bạch? Trong triết lý Phật giáo, việc giữ kín hay chia sẻ nỗi đau lại là một câu hỏi không hề đơn giản. Phật giáo dạy rằng, nỗi khổ đau là một phần tự nhiên của cuộc sống, nhưng cách mà chúng ta đối mặt với nó mới là điều quan trọng. Hôm nay, hãy cùng khám phá những điều mà bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ, từ những nỗi đau thầm kín đến những mong muốn sâu thẳm nhất. Liệu sự mở lòng có thực sự giúp bạn nhẹ lòng hơn hay chỉ tạo thêm gánh nặng? Hãy cùng tìm hiểu trong video này để khám phá những bài học quý giá từ Phật giáo, giúp bạn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. 1. Ước muốn sâu thẳm nhất trong cuộc đời, mỗi người đều mang trong mình những ước muốn riêng, những khát khao thầm kín xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn. Đó có thể là ước mơ về thành công, hạnh phúc hoặc những mục tiêu lớn lao mà ta dành cả đời để theo đuổi. Tuy nhiên, khi nói đến những ước muốn này, tốt nhất là nên giữ chúng cho riêng mình thay vì chia sẻ rộng rãi với người khác. Lý do đầu tiên là khi ta bộc lộ những khát khao sâu thẳm, ý kiến của người khác, dù tích cực hay tiêu cực, có thể dễ dàng tác động đến chúng ta. Những nhận xét thiếu suy nghĩ hoặc sự nghi ngờ từ người ngoài có thể khiến ta mất đi sự tự tin vào con đường mình đang đi. Họ có thể vô tình hoặc cố ý gieo rắc sự hoài nghi trong tâm trí ta, làm cho những điều ta từng kiên định trở nên mờ nhạt. Khi đó, sự tập trung và quyết tâm theo đuổi mục tiêu có thể bị sao nhãng, thậm chí đôi khi dẫn đến việc từ bỏ ước muốn ban đầu. Ngoài ra, những ước muốn sâu thẳm thường mang tính cá nhân và đặc thù, không phải ai cũng có thể hiểu hết được tầm quan trọng hay ý nghĩa của chúng đối với cuộc sống của ta. Chia sẻ với những người không đủ thấu hiểu có thể làm giảm đi giá trị và sức mạnh của những mong muốn ấy, khiến chúng trở nên yếu ớt trong mắt người ngoài. Thậm chí, những người không có cùng quan điểm sống hoặc không đồng cảm có thể dùng những thông tin này để gây hại hoặc tạo ra sự so sánh không cần thiết, làm tăng áp lực tâm lý cho chính mình. Một lý do nữa khiến ta nên giữ những ước muốn cho riêng mình là vì quá trình nuôi dưỡng ước mơ cần sự tĩnh lặng và bền bỉ. Khi ta giữ ước muốn trong lòng, ta có cơ hội để tự suy ngẫm, điều chỉnh và phát triển nó một cách tự nhiên. Những ý tưởng và cảm xúc này cần thời gian để trưởng thành, và việc chia sẻ quá sớm có thể làm gián đoạn quá trình này. Như một hạt giống cần được ươm mầm trong sự yên tĩnh của đất đai, những ước muốn sâu thẳm cũng cần không gian riêng để phát triển mà không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Hơn nữa, việc giữ kín những ước muốn còn giúp ta bảo vệ năng lượng tinh thần. Khi ta không phải lo lắng về những phản hồi tiêu cực hoặc sự đánh giá từ người khác, ta sẽ có đủ sự tập trung và động lực để kiên trì theo đuổi mục tiêu. Điều này mang lại sự tự do, cho phép ta hành động theo cách mà mình thấy đúng mà không phải chịu áp lực từ những kỳ vọng hay tiêu chuẩn của người khác. Tóm lại, ước muốn sâu thẳm nhất của mỗi người là điều thiêng liêng và quý giá. Chúng ta cần bảo vệ nó khỏi những tác động bên ngoài để có thể nuôi dưỡng và biến nó thành hiện thực. Giữ những ước muốn cho riêng mình không chỉ giúp ta duy trì sự tập trung và kiên định, mà còn mang lại sự bình an nội tâm, giúp ta vững bước trên con đường đời. 2. Kế hoạch tương lai. Khi bạn lập ra những kế hoạch cho tương lai, dù lớn hay nhỏ, chúng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con đường phát triển cá nhân của bạn. Tuy nhiên, một điều cần nhớ là những kế hoạch này nên được giữ kín cho đến khi bạn bắt đầu thực hiện chúng. Việc chia sẻ sớm với người khác không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà còn có thể làm giảm động lực và quyết tâm của bạn. Trước hết, khi bạn tiết lộ kế hoạch quá sớm, bạn sẽ dễ bị chi phối bởi ý kiến của người khác. Có thể bạn sẽ nhận được những lời khuyên tích cực, nhưng đôi khi chúng không thực sự phù hợp với bạn. Đôi lúc, những lời khuyên không mang tính xây dựng hoặc những phản hồi tiêu cực có thể làm bạn nghi ngờ quyết định của mình. Những câu hỏi như liệu kế hoạch này có khả thi không? Liệu mình có đủ khả năng để làm điều đó? Bắt đầu xuất hiện, khiến bạn mất đi niềm tin vào bản thân. Điều này làm giảm sút quyết tâm, hoặc thậm chí có thể khiến bạn từ bỏ kế hoạch khi nó chưa kịp bắt đầu. Thứ hai, kế hoạch tương lai của bạn cần có không gian và thời gian để phát triển một cách tự nhiên. Khi mọi thứ còn đang trong quá trình lên ý tưởng hoặc chuẩn bị, chúng vẫn còn khá mỏng manh và dễ bị thay đổi. Chia sẻ kế hoạch quá sớm có thể làm giảm sức mạnh của nó. Bạn cần bảo vệ kế hoạch của mình như cách bảo vệ một hạt giống mới gieo, để nó có thể mọc rễ và phát triển trong môi trường tĩnh lặng trước khi đối mặt với những thử thách bên ngoài. Việc nói ra kế hoạch cũng có thể tạo ra cảm giác gây giả hoàn thành, tức là khi bạn chia sẻ với người khác, bạn nhận được sự tán thưởng hoặc công nhận từ họ, điều đó khiến bạn cảm thấy như đã đạt được điều gì đó. Cảm giác thỏa mãn tạm thời này có thể khiến bạn mất đi động lực thực sự để thực hiện các bước cụ thể nhằm biến kế hoạch thành hiện thực. Hơn nữa, không phải ai cũng sẽ ủng hộ kế hoạch của bạn. Có những người có thể vô tình hoặc cố ý hạ thấp giá trị của nó. Họ có thể mang đến sự hoài nghi,
hoặc thậm chí ghen tị, khiến bạn dễ bị lung lay và từ bỏ những gì bạn đã cất công xây dựng. Đôi khi, việc giữ kín kế hoạch giúp bạn tránh được những tác động tiêu cực này và giữ cho tâm trí của mình vững vàng, không bị phân tâm bởi những yếu tố ngoại cảnh. Ngoài ra, khi bạn không tiết lộ kế hoạch, bạn sẽ tránh được áp lực xã hội. Khi mọi người biết về kế hoạch của bạn, họ có thể theo dõi tiến độ và hỏi về nó. Điều này có thể vô tình tạo ra áp lực không mong muốn. Thay vì tập trung vào việc hiện thực hóa kế hoạch, bạn có thể bị phân tâm bởi việc cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác. Kế hoạch tương lai của bạn là con đường mà chỉ riêng bạn hiểu rõ nhất. Hãy giữ kín nó cho đến khi bạn thật sự sẵn sàng hành động. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi những áp lực và sự can thiệp không cần thiết, đồng thời giữ cho tâm trí bạn tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Khi bạn đã thực sự bắt tay vào làm, kết quả sẽ là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mọi người. 3. Tài sản và của cải. Việc sở hữu tài sản và của cải là điều mà nhiều người phấn đấu trong cuộc sống. Đó có thể là thành quả của sự nỗ lực, chăm chỉ và may mắn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên phô trương hay khoe khoang những tài sản mà mình có. Phật giáo nhắc nhở chúng ta rằng sự khiêm tốn và giữ gìn sự bình an nội tâm luôn quan trọng hơn những thứ vật chất bên ngoài. Việc phô trương tài sản không chỉ có thể gây ra sự ganh ghét từ người khác, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chính cuộc sống của bạn. Trước tiên, khi bạn phô trương của cải, bạn dễ dàng trở thành đối tượng của sự đố kỵ và ganh ghét. Những người xung quanh có thể nhìn thấy tài sản của bạn mà sinh lòng đố kỵ hoặc bất mãn. Họ có thể so sánh cuộc sống của họ với bạn và cảm thấy mình thua kém, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Sự đố kỵ này có thể dẫn đến các mối quan hệ bị rạn nứt, thậm chí là sự phá hoại hoặc gây hại từ những người xấu bụng. Khi mối quan hệ xung quanh bị tổn hại, bạn sẽ mất đi sự hỗ trợ, cảm giác an toàn và sự yên ổn trong cuộc sống. Thứ hai, việc khoe khoang tài sản có thể tạo ra áp lực cho chính bạn. Khi bạn phô trương những gì mình có, bạn không chỉ đang khiến người khác chú ý, mà còn vô tình đặt ra những tiêu chuẩn và kỳ vọng cao cho chính mình. Bạn có thể cảm thấy cần phải liên tục duy trì hình ảnh giàu có, thành công đó, và điều này có thể tạo ra sự căng thẳng về tinh thần. Sống trong một vòng xoáy của việc cố gắng giữ vững hoặc vượt qua hình ảnh mà bạn đã tạo ra khiến bạn dễ dàng mất đi sự bình an và niềm vui trong cuộc sống. Thay vì tận hưởng những gì mình có, bạn có thể bị áp lực bởi việc phải giữ thể diện và cố gắng đáp ứng ánh nhìn từ bên ngoài. Hơn nữa, tài sản vật chất chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống và giá trị của con người không chỉ dựa trên những thứ mà họ sở hữu. Phô trương của cải có thể làm cho bạn bị hiểu nhầm hoặc đánh giá sai về bản thân. Người khác có thể chỉ nhìn thấy bề nổi của bạn và không đánh giá cao những giá trị tinh thần, tính cách hay đóng góp thực sự mà bạn mang lại. Điều này làm cho những mối quan hệ xung quanh trở nên hời hợt, thiếu chân thành và bạn có thể bị cuốn vào những mối quan hệ mà sự chân tình không còn là yếu tố quan trọng. Cuối cùng, việc khoe khoang tài sản cũng có thể làm bạn trở nên phụ thuộc quá mức vào vật chất. Khi ta quá tập trung vào của cải và tài sản, chúng ta dễ dàng đánh mất mục tiêu sống thực sự. Phật giáo nhắc nhở rằng tài sản chỉ là tạm thời, và sự bình an thực sự đến từ tâm hồn thanh tịnh, biết đủ và không bị ràng buộc bởi tham lam. Những giá trị tinh thần như lòng từ bi, sự kiên nhẫn và lòng biết ơn mới thực sự mang lại hạnh phúc bền vững. Tài sản có thể mất đi, nhưng những giá trị nội tại sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi. Việc không phô trương tài sản và của cải không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự đố kỵ và ganh ghét từ người khác, mà còn bảo vệ bạn khỏi áp lực và sự căng thẳng không cần thiết. Hãy sống một cách khiêm nhường, biết trân trọng những gì mình có mà không cần phải khoe khoang, để giữ cho cuộc sống được bình an và thanh thản. 4. Cuộc sống riêng tư. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những vấn đề cá nhân mà chỉ riêng họ mới thực sự hiểu rõ. Đó có thể là các mối quan hệ tình cảm, những khó khăn trong công việc, hay thậm chí là những lo toan thầm kín về gia đình, sức khỏe, hoặc cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, Phật giáo khuyên rằng những vấn đề cá nhân và riêng tư không nên được chia sẻ rộng rãi, vì điều này có thể dẫn đến phán xét từ người khác và những sự can thiệp không mong muốn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự bình yên trong tâm hồn bạn. Một trong những lý do chính để giữ kín cuộc sống riêng tư là để tránh những lời phán xét từ người ngoài. Mỗi người đều có những quan điểm và giá trị sống riêng, và họ thường đưa ra nhận định hoặc phê phán dựa trên những gì họ biết, chứ không phải những gì thực sự diễn ra. Những lời nhận xét thiếu suy nghĩ hoặc những định kiến từ người khác có thể làm bạn tổn thương, thậm chí khiến bạn nghi ngờ bản thân hoặc lựa chọn của mình. Khi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân, bạn có thể rơi vào tình huống bị đánh giá không công bằng, và những phán xét tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cũng như các mối quan hệ xung quanh bạn. Thứ hai, việc chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư cũng tạo cơ hội cho người khác can thiệp vào những quyết định hoặc vấn đề cá nhân của bạn.
Sự can thiệp này đôi khi không đến từ sự quan tâm thật sự mà từ mong muốn kiểm soát hoặc tò mò của người khác. Những lời khuyên không phù hợp hoặc sự chỉ trích có thể làm phức tạp thêm tình hình, làm bạn mất phương hướng và khiến vấn đề trở nên khó giải quyết hơn. Sự can thiệp không cần thiết từ bên ngoài có thể khiến bạn mất đi sự tự chủ và sự sáng suốt trong việc đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh của mình. Cuộc sống riêng tư cũng mang tính cá nhân và đặc thù. Mỗi người có cách giải quyết vấn đề khác nhau và không phải ai cũng hiểu rõ những gì bạn đang trải qua. Khi bạn mở lòng quá nhiều, đôi khi người nghe không có khả năng hoặc không đủ đồng cảm để hiểu và hỗ trợ đúng cách. Thay vì nhận được sự giúp đỡ chân thành, bạn có thể bị hiểu lầm hoặc bị người khác sử dụng thông tin cá nhân để gây áp lực, tạo ra những tình huống bất lợi cho mình. Điều này không chỉ làm cho vấn đề không được giải quyết, mà còn có thể tạo thêm những khó khăn không mong muốn. Ngoài ra, khi bạn chia sẻ quá nhiều về khó khăn hoặc mối quan hệ cá nhân, bạn dễ bị rơi vào trạng thái phụ thuộc vào phản hồi từ người khác. Thay vì tự mình tìm giải pháp hoặc học cách đối diện với vấn đề, bạn có thể trở nên phụ thuộc vào ý kiến và sự hỗ trợ từ người ngoài. Điều này làm suy yếu khả năng tự giải quyết và làm giảm đi sức mạnh nội tại của bản thân. Cuộc sống sẽ trở nên thiếu thăng bằng khi bạn không thể tự mình đối mặt với những thách thức cá nhân mà luôn dựa vào sự giúp đỡ từ người khác. Cuối cùng, việc giữ kín cuộc sống riêng tư giúp bảo vệ sự bình an nội tâm của bạn. Khi bạn không cần phải lo lắng về sự phán xét hoặc can thiệp từ người khác, bạn sẽ có đủ không gian và thời gian để suy ngẫm, đánh giá và tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và tự tin. Sự yên tĩnh này giúp bạn duy trì sự ổn định trong tâm hồn, cho phép bạn đối diện với những khó khăn bằng sự kiên nhẫn và khôn ngoan hơn. Việc giữ kín những vấn đề cá nhân và riêng tư không chỉ giúp bạn tránh được những phán xét và can thiệp không mong muốn, mà còn giúp bạn bảo vệ sự bình an và tự chủ trong cuộc sống. Hãy giữ cho mình một khoảng không gian riêng, nơi bạn có thể tự do suy nghĩ, đưa ra quyết định và trưởng thành mà không bị ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài. 5. Những nỗi đau khổ. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lúc phải đối mặt với nỗi đau khổ và mất mát. Đó có thể là những tổn thương về tình cảm, sự thất bại trong công việc, hay những đau đớn về thể xác và tinh thần. Việc chia sẻ nỗi đau với người khác đôi khi có thể giúp giảm bớt phần nào cảm giác cô đơn và có thể mang lại sự an ủi. Tuy nhiên, Phật giáo khuyên rằng việc chia sẻ những nỗi đau khổ cũng cần có sự cân nhắc, vì không phải ai cũng đủ thấu hiểu hoặc có khả năng giúp đỡ, và điều này thậm chí có thể làm bạn thêm tổn thương. Trước tiên, không phải ai cũng có thể cảm nhận và hiểu rõ về nỗi đau mà bạn đang trải qua. Mỗi người đều có hoàn cảnh và trải nghiệm riêng, và đôi khi những người xung quanh có thể không có đủ sự nhạy cảm hoặc lòng cảm thông cần thiết để hiểu đúng về nỗi đau của bạn. Trong một số trường hợp, thay vì nhận được sự an ủi, bạn có thể gặp phải những lời khuyên hời hợt hoặc những lời phán xét thiếu cân nhắc, làm cho bạn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc hơn. Những lời nhận xét vô tình này có thể khiến bạn cảm thấy như mình đang bị xem nhẹ hoặc không được tôn trọng, và điều đó sẽ làm gia tăng cảm giác cô đơn, đau đớn. Thứ hai, khi chia sẻ nỗi đau, bạn cũng có thể mở ra cơ hội cho người khác sử dụng sự yếu đuối của bạn để gây hại. Không phải ai cũng có ý định tốt lành, và có những người có thể lợi dụng những nỗi đau của bạn để điều khiển hoặc gây áp lực lên bạn. Họ có thể sử dụng thông tin cá nhân hoặc những khía cạnh yếu đuối của bạn để làm bạn thêm bất ổn hoặc thậm chí là tổn hại đến danh tiếng và lòng tự trọng của bạn. Khi điều này xảy ra, bạn không chỉ phải đối mặt với nỗi đau ban đầu mà còn phải gánh thêm những tổn thương mới từ sự phản bội hoặc lợi dụng. Ngoài ra, khi chia sẻ nỗi đau, đôi khi bạn có thể vô tình bị người khác phán xét dựa trên những tiêu chuẩn của họ. Những người chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể không hiểu tại sao bạn lại cảm thấy đau khổ, và từ đó họ có thể cho rằng nỗi đau của bạn là không chính đáng hoặc thậm chí là vô lý. Sự phán xét này có thể làm bạn cảm thấy cô độc hơn, và thậm chí khiến bạn nghi ngờ về tính chân thực của cảm xúc mình đang trải qua. Thay vì nhận được sự thông cảm và chia sẻ, bạn có thể cảm thấy bị chỉ trích hoặc bị cô lập hơn. Bên cạnh đó, việc chia sẻ quá nhiều về nỗi đau cũng có thể làm bạn bị rơi vào tình trạng phụ thuộc vào người khác để tìm kiếm sự an ủi. Thay vì học cách đối diện và xử lý nỗi đau bằng sức mạnh nội tại của mình, bạn có thể cảm thấy cần phải dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều này sẽ làm bạn mất đi cơ hội phát triển lòng kiên nhẫn và khả năng tự giải quyết vấn đề. Để có thể vượt qua những đau khổ trong cuộc sống, mỗi người cần rèn luyện lòng kiên cường và khả năng tự chữa lành từ bên trong, thay vì tìm cách trốn tránh hay phụ thuộc vào người khác. Việc giữ lại những nỗi đau trong lòng và tự mình vượt qua không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự kiên cường. Phật giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học cách chấp nhận và đối diện với những đau khổ, để từ đó tìm ra con đường giải thoát và bình yên trong tâm hồn. Nỗi đau là một phần tự nhiên của cuộc sống, và thông qua việc đối mặt với nó, chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và về thế giới xung quanh.
Mặc dù việc chia sẻ nỗi đau có thể giúp giảm bớt gánh nặng trong lòng, nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ, để đảm bảo rằng bạn không đặt mình vào tình huống dễ bị tổn thương hơn. Điều quan trọng là học cách đối diện với nỗi đau một cách bình tĩnh và tìm kiếm sự an lạc từ bên trong thay vì phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng mình trong video này. Nếu các bạn thấy nội dung hữu ích và muốn tiếp tục theo dõi những bài học ý nghĩa từ triết lý Phật giáo, hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để mình tiếp tục chia sẻ những thông điệp giá trị. Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc.